Trong những ngày này, cùng với cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Khê cũng đã và đang nô nức thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Với Bình Khê, niềm vui như được nhân lên nhiều lần khi những năm gần đây, địa phương đã giành được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và vẫn luôn là một trong số các địa phương đi đầu của thị xã. Đến với xã Bình Khê hôm nay, cảm nhận rõ nhất của mọi người là địa phương đã thực sự thay da đổi thịt. Kết quả của công cuộc xây dựng nông thôn mới đã làm cho Bình Khê có một diện mạo hoàn toàn mới so với những năm trước đây. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Bình Khê đã không ngừng phấn đấu, linh hoạt và sáng tạo trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 24, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23. Coi các mục tiêu nghị quyết là kim chỉ nam để địa phương xây dựng các đề án, chương trình hành động cụ thể và thiết thực. Nói đến Bình Khê là nói đến một địa danh đầy ấn tượng của thị xã Đông Triều. Vùng đất này có địa hình khá phức tạp với đầy đủ đồng bằng, đồi núi, trung du. Và dường như chính điều đó đã tạo nên một Bình Khê với đa dạng bản sắc văn hóa. Con người Bình Khê cần cù, chịu khó, sáng tạo trong lao động sản xuất. Vùng quê Bình Khê yên bình, mộc mạc nhưng ẩn chứa đầy tiềm năng, nội lực và quyết tâm trở thành một địa danh không thể không nhắc đến của thị xã Đông Triều nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23 đã đề ra là tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, xây dựng xã nông thôn tiên tiến. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt đề án đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quốc phòng địa phương vững mạnh. Quyết tâm giữ vững đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương Bình Khê giàu đẹp, văn minh. Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Bình Khê đã tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sự đoàn kết thống nhất trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả về ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc đề án đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế. Thường xuyên quán triệt chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Song song với đó, Đảng ủy xã còn thực hiện tốt công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng chính quyền, đổi mới nội dung, phương thức và mô hình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng có hiệu quả đã góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Như đã nói ở phần đầu, Bình Khê là vùng đất có địa hình khá phức tạp, đa dạng với đầy đủ đồng bằng, đồi, núi, trung du. Những điều đó đã tạo cho Bình Khê rất nhiều tiềm năng trong phát triển các mô hình kinh tế. Tận dụng thế mạnh và tiềm năng sẵn có, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình chuyên đề về phát triển kinh tế trên các lĩnh vực. Tổng kết nhiệm kỳ cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm đạt 14,5%, đạt 145% so với mục tiêu đại hội. Tổng giá trị sản xuất năm 2015 đạt 342,6 tỷ đồng. Năm 2019 đạt 785,8 tỷ đồng, tăng 443,2 tỷ đồng so với năm 2015 và đạt 229,3% so với mục tiêu đại hội. Tổng sản phẩm thu nhập trên địa bàn bình quân đầu người năm 2015 đạt 35 triệu đồng. Năm 2020 ước đạt 85,2 triệu đồng một người một năm, tăng 2,43 lần, vượt 28,8 triệu đồng so với mục tiêu đại hội.
Mặc dù cơ cấu kinh tế đại hội lần thứ 23 đề ra là giảm dần tỉ trọng nông nghiệp, song lĩnh vực này của Bình Khê vẫn được coi là thế mạnh. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân ra nghị quyết chuyên đề về tái cơ cấu ngành nông nghiệp của xã theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thành công quy hoạch vùng sản xuất tập trung tại khu trại mới A, trại mới B, Bắc Sơn. Đây là những vùng hoa cao cấp tại Quảng Mản, Trại Dọc, Đồng Đò. Những vùng hoa cao cấp được hình thành đã tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn xã. Từ mô hình này, thu nhập của người nông dân đã không ngừng được tăng cao. Không những vậy, đây còn là địa điểm thu hút nông dân từ nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Và đặc biệt hơn cả là bước đầu những mô hình này đã thu hút được du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng bởi sự mới mẻ của cảnh quan, sự hiếu khách của người dân địa phương. Và quan trọng là tiềm năng vùng đất này sẽ trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn với du khách gần xa. Lễ hội hoa cây cảnh chào xuân Canh Tí năm 2020 là điểm nhấn đầy ấn tượng với những sản phẩm đặc sắc. Đây cũng là món quà tinh thần do chính những người nông dân Bình Khê làm ra, dành tặng cho du khách nhân dịp Tết đến xuân về, khi đến với vùng đất đầy tiềm năng, nội lực và hiếu khách này. Còn đây là mô hình chăn nuôi bò sữa. Mô hình này được hình thành, duy trì và phát triển từ năm 2004 và đến nay vẫn là mô hình kinh tế cho hiệu quả tốt, tạo nên một thương hiệu hàng hóa cho Bình Khê. Song song với đó là rất nhiều mô hình chăn nuôi lợn, gà với quy mô lớn. Các mô hình cả về trồng trọt lẫn chăn nuôi trên địa bàn đã là những điển hình để nông dân các địa phương trong và ngoài thị xã đến học tập. Theo đánh giá, giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2019 đạt 224,7 tỷ đồng, tăng 66,7 tỷ đồng so với năm 2015. Giá trị sản xuất từ lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của xã năm 2019 đạt 16 tỷ đồng, tăng 13,7 tỷ đồng so với năm 2015. Một kết quả khác trong phát triển kinh tế của địa phương là giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng năm 2019 cũng đã đạt 401,6 tỷ đồng, tăng 369,92 tỷ đồng so với năm 2015. Dịch vụ thương mại năm 2019 đạt 159,5 tỷ đồng, giảm 12,7 tỷ đồng so với năm 2015. Đây là lĩnh vực đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của xã, đóng góp lớn ngân sách địa phương. Một kết quả quan trọng không thể không nhắc tới đó là hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Địa phương cũng chỉ đạo các thôn xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với vườn mẫu, hộ mẫu trên địa bàn. Tập trung thực hiện hoàn thiện tiêu chí về giao thông, môi trường, sản xuất, văn hóa. Đến hết năm 2019, có 14 trên 14 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Hơn 6 km đường liên thôn, đường nội đồng đã được nhân dân tham gia đóng góp xây dựng cùng với nhà nước. Hơn 2.000 m2 đất được người dân tự nguyện hiến để mở rộng đường, mương, các công trình công cộng. Đi đôi với đó là các đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng hàng rào mềm, thu gom rác thải. Nhiều công trình xây dựng cơ bản đã được triển khai xây dựng và hoàn thành như hội trường Ủy ban Nhân dân xã, khu làm việc, sửa chữa nhà bia tưởng niệm, nâng cấp sân vận động, sân sửa trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, cổng làng. Tất cả đã làm cho diện mạo nông thôn của Bình Khê có nhiều khởi sắc. 14 trên 14 thôn đạt các tiêu chí chỉ tiêu, thôn nông thôn mới nâng cao. Từ khi có cái xây dựng nông thôn mới này, một mặt được hỗ trợ kinh phí của nhà nước và sự vào cuộc là hô hào là đóng góp đối ứng của nhân dân, cho nên đã làm được nhiều cái công trình, tức là đường xá, giao thông được bê tông hóa, rồi xây dựng các cái công trình cũng như mương tiêu thoát nước, và cũng được quan tâm là xây dựng các cái cơ sở hạ tầng như hội trường, nhà văn hóa, tức là tường bao, sân vận động, tức là đã được khang trang. Thế thì có cái công việc cụ thể, mà có cái công trình cụ thể rồi thì người dân phấn khởi, tin tưởng vào đảng, tin tưởng vào chính quyền, tin tưởng vào các hệ thống chính trị. Thì vào cuộc thì nhân dân tiếp tục đoàn kết và phát huy cái
cái vai trò trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng dân cư để chúng ta thực hiện cái xây dựng nông thôn mới mà tiến tới tiếp tục là nhân dân xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu. Đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, Đảng bộ xã Bình Khê cũng thường xuyên quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đến nay, 100% các trường được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1. Trung tâm học tập cộng đồng của địa phương được duy trì hoạt động có hiệu quả. Các thôn đều có quỹ khuyến học. Trạm y tế của địa phương luôn giữ vững chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,67%, 100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung phong phú. Đến nay, 100% số thôn của xã có nhà văn hóa khang trang và đạt danh hiệu làng văn hóa. Cơ quan xã đạt cơ quan văn hóa. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội cũng luôn được xã quan tâm, thực hiện đầy đủ, cấp phát kịp thời các chế độ chính sách đối với các đối tượng xã hội, người có công. Thường xuyên quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm đến gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Đặc biệt, nhờ huy động sức mạnh của toàn xã hội cho công tác giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo về nhà ở và phát triển kinh tế, nên đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. Đến nay, xã đã không còn hộ nghèo. Ở nhiệm kỳ 2015-2020, thì với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới và quyết tâm cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của Bình Khê, thì có thể khẳng định rằng là tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra. Ở trong nhiệm kỳ tới 5 năm 2020-2025, thì tập thể ban chấp hành, tập thể ban thường vụ và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Khê tiếp tục phấn đấu đoàn kết thống nhất, kỷ cương dân chủ và đổi mới, quyết tâm xây dựng Bình Khê ngày càng phát triển. Cụ thể là ngay trong năm 2020 đấy, thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Khê quyết tâm là về đích xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu là xây dựng thành lập phường, xây dựng chính quyền đô thị trước năm 2023. Thì ngay từ khi chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24, thì tập thể ban chấp hành, ban thường vụ đã tập trung trí tuệ, thống nhất, đoàn kết, xây dựng dự thảo nghị quyết, chương trình hành động và đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ của chủ đề, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 trên tất cả các lĩnh vực. Với tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ, kỷ cương và đổi mới, thì tôi tin tưởng tập thể ban chấp hành, tập thể ban thường vụ, Đảng bộ và nhân dân Bình Khê sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24 đề ra tại đại hội lần này. Và tôi tin tưởng với sự thống nhất, đoàn kết và truyền thống anh hùng trong thời kỳ đổi mới, thì Bình Khê sẽ ngày càng đổi mới, Bình Khê sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới và trong nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới. Những thành tựu về mọi mặt trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Khê là rất đáng tự hào. Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn thách thức trước yêu cầu đổi mới và phát triển, song Đảng bộ xã Bình Khê sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững quốc phòng an ninh để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra. Xứng đáng với danh hiệu cao quý do nhà nước trao tặng, đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn thị xã và của tỉnh Quảng Ninh trong những năm tiếp theo.